Theo sự đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, đức ta Stefano Nguyễn Như Thể sinh năm 1935 là một giám mục Công giáo Việt Nam. Ngài nguyên là tổng giám mục Tổng giáo phận Huế từ năm 1998 đến năm 2012. Khẩu hiệu giám mục của ngài là để cho trần gian được sống. Đức cha sinh ra tại Quảng Trị năm 1935 trong một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời, với sự động viên từ hai người họ hàng là linh mục cậu bé Thể theo đuổi con đường tu trì kể từ năm 12 tuổi. Sau 15 năm đi theo con đường tu học, theo học các chủng viện tại Huế cũng như Sài Gòn, ngài đã được thụ phong chức linh mục vào năm 1962. Suốt giai đoạn linh mục, đức cha Stefano Nguyễn Như Thể chỉ tham gia mục vụ quản lý các giáo xứ trong tổng thời gian kéo dài chưa đến một năm. Phần lớn thời gian ngài đảm trách cương vị giáo sư chủng viện và sau này là giám đốc đại chủng viện. Ngài từng du học Pháp và tốt nghiệp với văn bằng thạc sĩ thần học tín lý. Sau biến cố năm 1975, ngài được bổ nhiệm chức tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế và nhanh chóng được tấn phong vào tháng 9 năm 1975 bởi chủ phong là đức tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Sau thời gian 8 năm đồng quản lý giáo phận vì lý do sức khỏe, ngài từ nhiệm chức tổng giám mục phó năm 1983. Sau cái chết đột ngột của đức tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền và nhiều đời giám quản liên tiếp, tổng giám mục Thể đã được chọn làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Huế năm 1994 và chính thức trở thành tổng giám mục tổng giáo phận Huế này vào năm 1998. Ngài đã từ nhiệm vào năm 2012 vì lý do tuổi tác theo giáo luật Công giáo hiện hành.